Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đóa Hoa Vô Thương. Trong buổi tối ngày hôm nay, à, trong buổi tối ngày mai thì chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng để kết lại cái cuốn số 2 của bộ truyện rất hay này. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 4 có phần diễn đọc của đỉnh Soạn. xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 2 của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập 4. tôi quanh người đóng chặt cánh cửa lại đến lúc này thì không còn lo trá thi sẽ xông ra ngoài mà đại khai giới nữa ngẫm nghĩ hồi lâu cảm thấy không yên tâm tôi lấy ra một bình diêm pháp giải thành hai vòng tròn ở chiếc cửa làm như vậy giả dụ trá thi có xông ra ngoài khỏi vòng tròn thứ nhất bên ngoài cửa vẫn còn hai vòng tròn nữa ngăn lại Trá thi không có trí tuệ nó không biết phá cửa sổ kính để ra ngoài nhưng mà cẩn thận tôi vẫn dài quanh cửa sổ hay vòng tròn nữa Bây giờ tôi mới yên tâm rời khỏi căn phòng Đáng tiếc là cánh cửa này không khóa được Nếu không tôi sẽ khóa một chiếc khóa thật to vào đó Sau khi xử lý xong xuôi tôi bước đến trước mặt của chủ tính mà nói Chủ tính vẫn còn có việc phải nhờ đến cô Cô bảo người nhà sắp xếp cho tôi mấy chiếc ô tô Loại có nhiều chỗ ngồi một chút Chú ý lái xe phải là người mang tuổi thìn cũng không thể để cho họ vào trong thôn nhất định sẽ gặp nguy hiểm học trường không có vấn đề gì cả chủ tĩnh đáp từ đây tới lòng liễu thôn chừng bảy tám cây số đương nhiên là không thể đi bộ gia đình của chu tĩnh vốn là con gái một gia đình vừa có tiền vừa có quyền lực lượng phía sau của cô ta vô cùng lớn hơn nữa đây cũng chỉ là cứu chu tĩnh mà hành sự chắc chắn họ sẽ giúp đỡ tất cả mọi người Vừa rồi mọi người đều đã quá hoảng sợ, chúng ta cần phải phục hồi lại thể lực trước khi bắt đầu một hành trình nguy hiểm. Tôi đề nghị chúng ta hãy đi ra đại tiểu lầu ăn uống một bữa. Tôi lớn giọng đề nghị. Chủ già có rất nhiều quán rượu, việc này không cần phải bận tâm. Chủ tĩnh lập tức hiểu được ý tôi muốn nói. Bảy tám chồng con người như thế này nếu đi đến quán rượu, đương nhiên sẽ mất rất nhiều tiền. Đương nhiên tôi phải tìm chủ tĩnh để đứng ra làm chủ. Tôi gật đầu không cho nói gì thêm nữa Không biết từ lúc nào Khải Vi đã đến sát bên tôi Có điều tôi cũng không để ý Tầng 3 ký túc xá bị nào quỷ Việc này toàn trường đều đã biết Chắc sẽ không có một ai dám lại vãng đến đây Tôi có thể yên tâm dẫn mọi người đi Trái thi của nhiệm hà tạm thời cứ để ở đó Sau khi hoàn thành công việc ở Long Liễu Thôn Khi đó báo cảnh sát cũng chưa muộn Tốt nhất là trong thời gian này tôi không làm kinh động đến họ. Sự việc toàn bộ nữ sinh trên tầng 3 ký túc xá xin nghỉ học, kỳ thần đã khiến cho lãnh đạo trong trường chú ý. Nhưng vì bọn họ không biết được sự việc của tầng 3 có nào quỷ, mà việc này lại do chính họ gây ra. Cho nên học sinh sợ ma nghỉ học cũng là chuyện bình thường, cho nên họ cũng không chú ý lắm. Dưới sự can thiệp của hiệu trưởng, các giáo viên cũng coi như là không có chuyện gì xảy đến, vô tình họ đã giúp cho chúng tôi một việc lớn nếu như bọn họ đi tra xét tỉ mỉ họ sẽ nhận thấy tôi đã ra tay can thiệp khi đó họ đã dồn toàn lực để đối phó hơn nữa cái biệt danh quỷ sư đầu bạc xuất hiện cũng đã không lâu họ không chú ý đến cũng là điều bình thường nếu như bọn họ biết được trong trường có một âm dương sư đương nhiên họ sẽ phải chú ý đề phòng cũng chính vì vậy mà họ đã bỏ sót tôi Tôi dẫn đầu đoàn nữ sinh rời khỏi trường đại học. Khoảng 10 phút sau chúng tôi tới một quán rượu thuộc về sở hữu của dòng họ chủ tĩnh. Những món ăn sân hào hài vị được liên tục bê ra. Tất cả các nữ sinh, nhất là đối với những gia đình có hoàn cảnh bình thường, cơ bản họ không hề dám động đũa. Cho mãi đến khi chủ tính phải đứng lên nói rõ, đây chính là sản nghiệp của gia đình cô ta, bữa ăn này là hoàn toàn miễn phí. Đến lúc đó mọi người mới dám cầm đũa và bắt đầu ăn trải qua những sự việc hung hiểm thoạt đầu là điệp tiên oán linh tiếp theo là đến hơn một trăm quỷ nước áo đỏ rồi lại đến trá thi nhiệm hà tất cả mọi người đầu óc đều rất căng thẳng bữa cơm miễn phí này đã giúp cho mọi người lấy lại tinh thần lúc này thì không ai còn tỏ ra mình là thục nữ nữa một chút hình tượng cũng không có lần hành động này tất cả mọi chi phí đều do chủ tĩnh dung đình và hiểu lan đứng ra đo liệu Tôi không hề khách sáo Cứ để cho mọi người ăn một bữa thật thoải mái Một đám người mặc toàn quần áo đen Họ khiêng tới mấy vali đặt ở dưới đất Sau đó họ cúi chào chu tĩnh rồi lui ra Tôi để ý bước chân của bọn họ không hề gây ra tiếng động Tôi đoán chắc đây là những nhân viên bảo vệ của gia đình chu tĩnh Mấy nữ sinh kinh ngạc nhìn bọn họ cho đến tận bây giờ mọi người mới có thể hiểu được gia cảnh của Chu Tĩnh lớn đến mức độ nào. Thì bước tới mở một chiếc vali để xem Tôi cười gật đầu tỏ vẻ hài lòng Sau đó tôi bảo các nữ sinh mỗi người cầm lấy ba chiếc bình Mỗi chiếc bình này cao chừng 20cm Bên trong đựng đầy những chất dịch sẫm màu Mỗi nữ sinh tự lấy cho mình ba chiếc bình đựng đầy chất dịch Chỉ một lát sau mấy chiếc vali đã trở nên trống không Cầm trên tay ba chiếc bình Khải Vi tròn mắt hiếu kỳ hỏi Phương học trưởng đây đây là cái gì vậy? tôi mỉm cười đưa tay chỉ vào hai chiếc bình mà nói đây đều là máu của động vật một bình đựng tiết của màu gà trống một bình là máu cho mực đây đều là những thứ có tác dụng khu tà rất mạnh đôi tay của khải vi chợt run rẩy cô ta cất giọng ai oán nói gà trống thì sao cũng được bởi chúng là thứ không có mấy chỉ giác nhưng mà chó mực thì quá đáng thương học trưởng bao nhiêu máu cho mực như thế này không biết có bao nhiêu con chó đã phải chết Khải Vy ngước đôi mắt buồn rầu nhìn tôi. Đầu óc của tôi lúc đó tối sầm lại, bởi lúc này tất cả mọi ánh mắt của nữ sinh đều nhìn tôi oán trách. Có vẻ như họ đang trách tôi quá tàn nhẫn, bọn họ đều biểu lộ một thái độ không vui. Tôi đành phải hò hai tiếng, sau đó đưa mắt nhìn về Chu Tĩnh. Chu tính hiểu ý vội vàng nói với mọi người. Mọi người đừng có hiểu lầm học trưởng, việc này là tôi làm theo những lời căn dặn của học trưởng bà nãy khi mà mọi người ăn cơm tôi đã cho người đi khắp vùng xung quanh để mua chó mực mỗi một con chó chỉ lấy đi một lượng máu vừa phải tuyệt đối không làm hại đến tính mạng của chúng chúng tôi còn để lại tiền bồi dưỡng cho chó để cho chủ nhân của những con chó đó sử dụng bồi dưỡng cho chúng ngoài ra còn có một khoản tiền riêng khác ngôi nhà chúng tôi cũng đã nói rõ tiền bồi dưỡng cho chó nhất định phải dùng một thức ăn bồi dưỡng cho nó nếu không gia đình chúng tôi sẽ không tha cho những người nuôi chó xin mọi người cứ yên tâm những chỗ máu này rất đảm bảo chúng tôi không hề làm hại đến tính mạng của bất cứ một con chó nào bao gồm cả tiết màu gà chúng tôi đã tuyệt đối hạn chế sát sinh đây chính là yêu cầu của học trường học trường đã nói không muốn vì chuyện này mà dính líu đến nhân quả báo oán chúng tôi đã làm đúng theo như vậy đến lúc này thì mọi người mới thở dài tỏ ra yên tâm nghe thấy nói đây là tôi yêu cầu tất cả bọn họ đều rất hài lòng Tất cả đều đưa ánh mắt hối lỗi nhìn tôi Xin lỗi Phương học trưởng Đáng lẽ chúng tôi không nên nghi ngờ anh Khải Vi đưa tay gãi đầu ngượng ngập nói với tôi Không sao Tôi với mọi người cũng đều như vậy Tôi cũng rất yêu thích động vật Cho nên sẽ tuyệt đối không làm hại đến chúng Lấy đi một chút máu Đây cũng là việc không thể đừng Hai loại máu này của mọi người Có thể dùng để phòng thân Tất cả mọi người đều đã được khai mở âm dương nhãn nếu phát hiện ra có quỷ hồn định bám vào người Mọi người không cần phải khách khí Cứ hất thẳng vào chúng Đương nhiên sẽ có công hiệu Vậy còn bình này thì sao Khải Vi dùng tay chỉ vào chiếc bình thứ ba Đang chứa một dung dịch màu vàng mà nói Tôi ngượng ngập đưa tay vuốt mũi mà nói Đó là đồng tử niệu Rất khó khăn mới có được bấy nhiêu thôi Sao ạ à? Đám nữ sinh ngơ ngác nhìn nhau Xem ra bọn họ đều muốn đem những chiếc bình đó vứt đi bởi đối với họ mà nói những thứ này đều không sạch sẽ. Mọi người định làm gì vậy? Mọi người có muốn còn sống không hả? Mọi người có biết rằng nếu như mọi người gặp phải quỷ đà tường, cái thứ này sẽ giúp cho mọi người thoát thân không? Chúng ta chuẩn bị bước vào long liễu thôn, còn chưa biết chúng ta sẽ gặp phải những thứ quỷ gì nữa. Tôi không thể chăm sóc bảo vệ từng người một. Nếu như mọi người bị vây lại một chỗ, tôi sẽ lại không có ở bên cạnh. Ba chiếc bình này đảm bảo sẽ giúp cho mọi người thoát thân mà trở về. Mọi người muốn vất đi ư Cứ vất đi Đến lúc đó bị mất mạng Khi đó để cậu oán trách tôi. Nếu mà không phải là muốn cho mọi người tiêu hủy hình nhân Khi đó sẽ phải cần dùng đến Thử hỏi tôi có nguyện ý dẫn mọi người vào nơi nguy hiểm đó không Tôi vô cùng tức giận Lấy tay đập vào bàn mà nói Tất cả mọi người đều im lặng Mọi ánh mắt đổ dồn vào ba chiếc bình Nhưng không ai dám nói một câu Chú Tĩnh vội vàng đứng dậy mà nói Mọi người đừng có phụ lại ý tốt của học trường tất cả mọi người hãy nhận lấy không biết chừng có lúc chúng ta sẽ phải dùng đến chúng tôi biết rồi mấy nữ sinh vội vàng đáp học trường bọn họ đều đã hiểu xin học trường đừng tức giận lâm khải vi kéo tay áo của tôi mà nói đúng vậy là chúng tôi không có hiểu chuyện xin học trường đừng tức giận nữa thủy tiên bước đến bên tôi nhẹ giọng nói tất cả đám nữ sinh đều đưa mắt nhìn nhau sau đó vội vàng xin lỗi tôi tôi xua tay nói với mọi người xin lỗi tôi vừa quá nóng tính mong mọi người đừng có để ý thực ra chúng ta mỗi người chỉ có một cái mạng mà thôi tôi hy vọng rằng sau khi chúng ta đi vào chỗ đó khi đi ra sẽ không thiếu một người nào trước mắt chúng ta có một hành trình cần phải đi ở đó sẽ có rất nhiều hung hiểm sau lưng chúng ta còn ẩn giấu rất nhiều ác nhân nguy hiểm trùng trùng tất cả mọi người đều phải đề cao cảnh giác bảo vệ chính mình là ưu tiên hàng đầu tôi không phải là người có ba đầu sáu tay nhớ kỹ là tôi nói đến giờ khắc nguy hiểm nhất phải biết tự lo cho an toàn của chính mình không cần phải để ý đến tôi khi phát hiện ra thế nguy hiểm nếu mà có thể chạy thoát thì cứ chạy mọi người đã biết rõ chưa chúng tôi biết rồi thưa học trường tất cả mọi người đều đồng thanh đáp lại thế bọn họ đã tỏ ra ngoan ngoãn tôi cũng yên tâm rất nhiều thật sự mà nói nếu như không phải là mọi người phải tự tay thiêu hủy những hình nhân ghi ngày sinh bát tự của chính mình. Tôi thật sự không muốn dẫn một đám đông nữ sinh đi vào lòng liễu thôn. Nhưng mà tôi đâu có lựa chọn nào khác. Tôi đã từng lục lọi lại ký ức. Trong môn phái Mao Sơn Quỷ Môn, muốn phải đi được cục dẫn thế quỷ trận, chỉ có một cách duy nhất là như vậy. Tôi cũng không biết được các môn phái khác có biện pháp nào không. Tôi chỉ biết có duy nhất một cách như vậy, cho nên vẫn cứ làm theo điện thoại của tôi lúc đó đổ chuông. Tôi đi ra một góc để nghe điện thoại. Nghe xong điện thoại, tôi bước tới chỗ mọi người mà nói: "Tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một người bạn của tôi. Chúng ta cần đến sự giúp đỡ của người này." Nói xong, tôi gọi ra bên ngoài. "Vào đi, vào gặp gỡ mọi người đi." Tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn ra ngoài cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, một người đàn ông khoác một chiếc ba lô rất lớn từ bên ngoài bước vào. Trên khuôn mặt của ông ta có chút tiểu tụy Nhưng tinh thần thì rất tốt Đây chẳng phải là Bạch Nham Lang Thì còn ai vào đây nữa Đây là Bạch Nham Lang Một người bạn tốt của tôi Ông ta chính là chủ công ty vận chuyển phát nhanh Nơi tôi làm việc Tôi bước vào vỗ vai của ông ta Quay đầu lại giới thiệu với mọi người Tiếng xì xầm của các nữ sinh Bắt đầu vang lên như chợ vỡ Bạch Nham Lang đưa mắt nhìn trong căn phòng Thấy nhiều nữ sinh như vậy có chút bối rối Bạch Nham Lang, Bạch Nham Lang ôi cái tên này rất có ý nghĩa dung đình nhìn ngắm bạch nham lang một hồi rồi đưa ra kết luận chỉ thấy bạch nham lang khuôn mặt âm trầm mã dung đình đây là bạn tôi cô nói nàng phải giữ ý một chút tôi quay sang nói với dung đình mã dung đình hóa ra là cô tôi nghe tiểu cương nói về cô rồi cô cũng thật độc ác dám thỉnh điệp tiên suýt nữa thì giết chết bạn của mình sự ác độc của cô khiến tôi rất ngưỡng mộ và bội phục đó bạch nam làng cũng không vừa ông ta táng luôn cho một câu mã dung đình tức giận đến tái cả mặt cô ta không nói thêm được một lời nào nữa đành phải quay người bỏ đi nơi khác theo lan vội bước tới thì thầm với dung đình một điều gì đó lúc này nét mặt cau có trên khuôn mặt của dung bình mới bớt đi bạch đại ca rất hoan nghênh sự giúp đỡ của anh thủy tiên bước tới chào hỏi bạch nam Lang, bạch đại ca những tiếng chào hỏi của các nữ sinh cũng đồng loạt vang lên tuy bạch nam lang đáng tuổi chú của mọi người nhưng mà tôi gọi bằng anh đương nhiên các nữ sinh cũng xưng hô bằng anh sở dĩ tôi phải nhờ đến bạch nam lang là vì lần này chúng tôi cần phải đào bới để tìm kiếm mấy chục hình nhân mà tên nghề đào bới của ông ta có thể nói là tuyệt đỉnh hơn nữa sau lần tôi cùng với ông ta đi vào thị trấn tất đoá thủy bạch nam lang đối với ma quỷ tà quái gần như là miễn dịch những lúc nguy hiểm có thể tin tưởng vào ông ta. Việc chúng tôi đến lòng Liễu Thôn nhất định sẽ phải đối địch với hơn trăm con lệ quỷ. Nếu không có một trợ thủ trong lòng của tôi đương nhiên không thể yên tâm. Đương nhiên tôi không nhờ không. Sau sự việc này tôi sẽ đưa Bạch Nham Lang một triệu nhân dân tệ. Việc này tôi cũng đáp bàn qua với Chu Tĩnh. Chu Tĩnh rất thẳng thánh nhận lời. Bởi vậy việc này cũng có liên quan đến tính mạng của Chu Tĩnh. Học trưởng, hai chục chiếc xe Việt giã đã chuẩn bị sẵn. Hiện đang chờ ở bên ngoài, những người lái xe đều là người tuổi thìn. Đúng rồi, trên người bọn họ đều mang theo súng, không biết là có giúp ích được gì không. Chu Tính bước tới báo cáo tình hình cho tôi biết. Súng ư? Trong lòng của tôi vô cùng thắc mắc, không biết họ Chu kia làm những việc gì mà ngay cả súng cũng có, nhưng mà thôi, quan tâm làm gì nhiều. Đối với công việc của chúng ta súng không có tác dụng bảo bọn họ đến nơi đâu sẽ ở bên ngoài chờ đợi, tuyệt đối không được đi vào trong thôn. Nếu như bị quỷ bám vào người, dù có súng cũng không có làm được gì đâu. Thậm chí còn bắn nhầm cả vào chúng ta nữa. Tôi căn dặn chu tính. Hiện nhiên là chu tính cũng giật mình kinh sợ, cô ta vội gật đầu. Tất cả mọi người đã đến lúc chúng ta phải hành động rồi, chúng ta đi thôi. Bên ngoài quán rượu hai chục chiếc xe Việt giã màu đen đốt thành một hàng dài. Hơn hai chục người đều mặc quần áo đen Đeo kính đang đứng chờ sẵn Ôi cha mẹ ơi Toàn là xe đắt tiền Mỗi chiếc xe đều đến gần 2 triệu tệ Gia đình nhà chu tính quả thật là quá giàu có và thế lực Bà nhằm làng ghé sát tai của tôi mà nói Tôi đưa tay ngầm chỉ chu tính rồi nói Đó là xe của nhà cô ta Tên cô ta là chu tính Cô ta xinh quá họ chú ứ Chẳng lẽ là Nói đến đây, thì sắc mạch của Bạch Nhâm Lang chợt biến. Không đợi cho ông ta nói hết, ở đằng kia Chủ Tĩnh đang hướng dẫn mọi người lên xe. Tôi kéo Bạch Nhâm Lang đi tới chiếc xe đầu tiên, Bạch Nhâm Lang ngồi ở ghế phụ, tôi và Khải Vi, Chu Tĩnh Thủy Tiên ngồi ở hàng ghế sau. Tất cả mọi người đều đã lên xe, tôi bảo người lái xe chạy thẳng về phía Long Liễu thôn. Chiếc xe bắt đầu từ từ chuyển bánh nhằm thẳng hướng Long Liễu thôn mà chạy tới. Chu Tĩnh cũng đã nói cho tôi biết những người lái xe này đều là những người tâm phúc có thể tin cậy. Tôi bảo Bạch Nham Lang quay đầu lại, sau đó tôi lấy bút chu xà vẽ lên trán của ông ta một đạo huyền âm phù. Đây là một cách để khai mở âm dương nhãn cho ông ta. Phương pháp này còn mạnh hơn cả dùng lá liễu. Tiểu Cường, cậu làm như vậy để làm gì? Bạch Nham Lang thắc mắc hỏi tôi. Là tôi khai mở âm dương nhãn cho ông. Dùng phương thức này còn hiệu quả hơn sử dụng lá liễu nhanh chóng phát hiện ra mục tiêu hơn tôi đáp lại ông ta tôi cũng tự vẽ lên chắn của mình một đạo phù để khai mở âm dương nhãn có điều phù chú của tôi dùng là loại âm dương thông minh phù thật vậy sao bạch nam làng có vẻ như không tin tưởng lắm học trưởng sao không vẽ phù cho chúng tôi khải vi có vẻ không vui cô ta kéo tay áo của tôi mà nói tôi đành phải nói với khải vi Chúng ta có tất cả bảy tám chục con người, phương pháp khai mở âm dương nhãn nhanh nhất vẫn là dùng lá liễu. Nếu mà phải vẽ cho mỗi người thì không có đủ thời gian. Không biết đâu, học trường phải vẽ cho Khải Vi. Khải Vi vẫn kéo tay áo của tôi. Lão Bạch giơ một ngón tay cái lên tỏ ý ngưỡng mộ. Thế nhưng ông ta lại thở dài bởi vì ông ta biết Bạch Hiểu Kim rất có tình ý với tôi. Có điều việc này phải tuân theo tự nhiên không thể cưỡng cầu được rồi lần sau sẽ vẽ cho khải vi bị mè nheo tôi đành phải gật đầu đáp ứng bên cạnh tôi chu tĩnh và thủy tiên giữ thái độ im lặng không tham gia vào trò mè nheo của khải vi tiếp theo tôi đem toàn bộ tình hình nói cho bạch nham Lăng lái xe cống giảm tay lên xong tôi cũng không tiết lộ sự việc này ra bên ngoài bởi vì chu tĩnh đã nói đều là những người tin tưởng tiểu cường việc này sẽ dẫn dắt đến rất nhiều thứ cho dù chúng ta đã đốt được hình nhân đi Nhưng mà sau vụ việc này Bạch Nham Làng tỏ ra rất lo lắng cho sự an toàn của tôi Ông Bạch có những sự việc vẫn bắt buộc phải làm Nếu gặp sự mà lần trốn như vậy sẽ có lỗi với sư phụ Có lỗi với lại sư một Nguy hiểm thì từ đầu đến cuối đều có Có điều chúng ta cần phải dũng cảm đối mặt Ông hãy nhớ lấy Ông chỉ cần tham gia công việc ở Long Liễu Thôn Tôi sẽ dặn dò mọi người giữ mồm giữ miệng Tôi sẽ không để trông phải liên lụy đến Tôi nghiêm túc nói Tiểu Cương cậu quá coi thường con người của tôi rồi Nếu như tôi sợ tôi còn tới hay sao Mạng của tôi là do cậu cứu về Tôi đâu phải là kẻ thăm sống sợ chết chứ Bạch Nhàm Làng kích động nói Không biết là xe đã chạy được bao lâu Đột nhiên chiếc xe dừng lại Tôi giật mình vội đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe Lòng lưu thồn hoàng vù tiêu điều đã hiện lên trước mắt Chúng tôi đã đến nơi Tôi vội ngồi thẳng người lên Bên cạnh tôi Thủy Tiên và Khải Vi đang ngủ cũng bị đánh thức dậy Cả hai đưa tay dụi mắt Sau đó cả hai người đều đưa mắt nhìn ra bên ngoài Rồi khen dùng mình một cái Cũng đúng cái thôn này chỉ cần nhìn bề ngoài cũng đủ khiến cho người ta phải dùng mình kinh sợ Nó vô cùng hoang mang đổ nát Cỏ dại mọc ở khắp nơi Còn chưa đi vào trong thôn mới chỉ quan sát từ bên ngoài Nhưng tôi đã có thể nhận thấy Âm khí ở đây rất bức người nếu bước vào thôn sẽ đến mức độ như thế nào đây hiện tại đang là đúng giữa trưa vậy mà ánh mặt trời không chấn áp nổi khí âm tà vậy thì buổi tối sẽ ra sao thì vỗ và vai thủy tiên và khải vi động viên họ một chút rồi bước xuống xe nơi đây âm u đáng sợ nhưng mà bạch nham lang tỏ ra không có chuyện gì bởi vì so với thị trấn tất đoát thủy mà nói nơi đây còn bình yên hơn nhiều cho nên ông ta tỏ ra rất tự tin Mọi người đừng sợ, hiện tại đang là buổi trưa dương khí đang thịnh, chúng ta phải lập tức đi vào trong thôn ngay. Tôi nói với mọi người, đại tiểu thư tôi đi theo bảo vệ cô. Người lái xe quay đầu nói với chu tĩnh, anh ta tỏ ra không yên tâm. Tuyệt đối không được, tôi nghiêm giọng nói. Hai mươi người các anh tuyệt đối không được bước chân vào trong quân dù là nửa bước. Tôi biết các anh đều có võ thuật, còn lại mang theo cả súng. Nhưng mà những thứ mà chúng tôi phải đối phó lại không phải người đó chính là một đám lệ quỷ Còn nữa cái thôn này bỏ hoang đã nhiều năm Nhất định sẽ có những thứ rất tà môn Cho dù là có công phu hay là súng đạn Cũng không có giải quyết được vấn đề gì Mọi người vào trong đó không cẩn thận Lại bắn vào chính chúng tôi đó Người lái xe bực dọc quay đầu lại nhìn tôi Xem ra ánh mắt của anh ta nhất định là một người rất lợi hại Mặc dù tôi có khuyến cáo như vậy Anh ta vẫn không coi ra gì Chủ tính biến sắc mặt vội quay đầu lại nói với người lái xe kiểu ca làm theo yêu cầu của phương học trường là được rồi bất kể chúng tôi có gặp phải cái gì các anh tuyệt đối không được bước vào trong thôn đại tiểu thư thúc thúc rất chú trọng đến sự an toàn của đại tiểu thư ông chủ đã dặn dò qua xem ra người lái xe tin gọi là cửu ca kia không muốn nghe theo mệnh lệnh anh ta không phải bảo vệ riêng của chu tĩnh mà là bảo vệ của chú chủ tĩnh có vẻ như anh ta rất tin tưởng vào bản lĩnh của mình anh ta không cho những thứ tà ma quỷ quái ra gì cả. Tôi đưa mắt nhìn chu tĩnh đến giờ thì tôi đã hiểu cái gọi là tâm phúc này chỉ là đối với chú của chu tĩnh cho đến giờ phút quan trọng nhất lại không nghe theo mệnh lệnh của chu tĩnh cầu ca xem ra anh không tin vào những thứ tôi đã nói ở trong xe không sao tôi sẽ có cách khiến cho anh hiểu được mình đang đối diện với thứ gì không biết kiểu ca có dám thách đấu với tôi không thách đấu Kiều cả đưa mắt nhìn tôi tỏ vẻ khinh bỉ Chỉ cần thoáng đưa mắt nhìn tôi Anh ta đã biết tôi không phải là người luyện võ Chắc chắn anh ta sẽ nghĩ thầm Tôi đúng là một kẻ không biết trời cao đất dày Cậu muốn thách đấu với tôi ư? Được, cậu cứ nói ra phương thức đi Bao nhiêu thiên cửu tôi cũng nhận Bạch nhằm lang tức giận trợn trừng mắt Nhưng mà tôi biết ông ta không chịu được một quyền cước của thiên cửu Tôi cười thầm đưa mắt nhìn bạch nhằm lang ra hiệu cho ông ta không nổi nóng muốn hoàn thành được công việc ở Long Liễu Thôn, bắt buộc phải giữ cho hai chục người này không được bước vào trong thôn. Bởi nếu bọn họ bị quỷ bám vào thân, như vậy tất cả chúng tôi sẽ rất dễ nằm dưới họng súng của bọn họ. Chính vì vậy tôi sẽ khiến cho hai chục con người này phải tâm phục khẩu phục. Thiên kiều như thế này đi, anh cho gọi hết anh em của anh lại đây, tôi sẽ thi pháp vào lòng bàn tay. Sau đó đặt bàn tay của tôi ép lên vai của mọi người. Chỉ cần mọi người có thể tiến về phía trước một bước, Vậy là coi như tôi đã thua Chúng tôi sẽ đứng chờ mắt để cho các anh muốn làm gì thì làm Bởi điều đó chứng minh rằng các anh không sợ ma quỷ Nhưng mà nếu như các anh không thể di chuyển được thì sao Thiên Kiều cười khẩy mà đáp Nếu như thực sự chúng tôi không thể di chuyển được Điều đó chứng minh rằng chúng tôi có vào đó Thì cũng chỉ làm mồi cho ma quỷ Được cứ làm như vậy đi Thiên Kiều đây nói không hai lời Được quân tử nhất ngôn Tôi giơ tay liền nói Lúc này tất cả mọi người đều đã xuống xe Rất nhanh thiên kiều đã tập hợp tất cả anh em lại Hai chục con người đều nhìn tôi một cách rất khinh bỉ Một mình tôi đứng trước mặt hai chục nhân viên bảo vệ Phía sau lưng của tôi là hoang thôn Nhìn vào cục diện này chắc chắn ai cũng cho rằng tôi sẽ thua trận Phương sư phụ mời Thiên Kiều lạnh nhạt mở miệng nói với tôi Tất cả những nữ sinh đều vây quanh thành một vòng tròn Ai cũng đều đang chăm chú nhìn vào tôi Tôi mỉm cười rồi lấy ra năm đạo chấn áp phù, tay của tôi vung lên âm hòa liền đốt cháy năm đạo phù đó. Miệng của tôi cấp tốc niệm năm lần chú ngữ, cấp cấp như luật lệnh, đồng thời tay còn lại chỉ vào lòng bàn tay. Một màn huyền diệu này làm cho cả hai chục nhân viên bảo vệ kia phải ngạc nhiên. Có điều tôi nghe thấy thiên kiều lầm bầm một câu nhỏ, giả thần lập quỷ. hiển nhiên anh ta chỉ cho rằng tôi cũng giống như những tên đạo sĩ lừa bịp trên giang hồ mà thôi, trong lòng của tôi rất không vui Năm đạo phù là năm nghìn tệ Thật là tiếc Nhưng tôi phải giáo huấn cho họ mới biết Tôi bước tới một nhân viên bảo vệ Bàn tay của tôi nhẹ nhàng đặt lên vai của anh ta Rồi mỉm cười nói Vị huynh đệ này Anh có thể bước về phía trước được rồi Chỉ cần bước được một bước tôi sẽ nhận thua Tất cả mọi người đều căng mắt lên theo dõi Chỉ thấy người bảo vệ kia như bị một ngọn núi đè xuống Toàn thân gân xanh đã nổi lên hết chán và đầy mồ hôi nhưng không sao mà di chuyển được. Tất cả những người còn lại đều kinh ngạc nhìn vào lòng bàn tay của tôi. Họ thấy tôi không hề có chút cơ động gì. Nhưng những nữ sinh đã được khai mở âm dương nhãn trong mắt của họ, hình ảnh hoàn toàn khác. Họ đều nhìn thấy từ lòng bàn tay của tôi đang phát ra một vầng kim quang. Vầng kim quang này đang bao trùm lên thân thể của người bảo vệ đó. Chấn áp phù mục đích là dùng để chấn áp hồn phách. Trên áp quỷ hồn và người sống cũng như vậy Một khi hồn phách đã bị định Thân thể của con người không có cách gì để cử động Có điều không được duy trì một thời gian quá dài Chẳng qua là tôi muốn cho họ phải tin rằng Tôi không phải muốn lộng thần giả quỷ Nhưng cũng không phải là người dễ để cho họ coi thường Tôi rất ghét phải chứng minh bản thân của mình Nhưng vì đối phương quá cao ngạo Nếu như không cho họ thưởng thức một chút thủ đoạn Họ sẽ coi tôi giống như là một con mèo ốm tôi cần phải bắt họ tôn trọng. Tất cả nữ sinh đều trờn tròn mắt nhìn tôi, có thể nhận thấy trong ánh mắt của họ có chút khâm phục. Sau 30 giây tôi thu tay về, mặc cho người đó ngã sóng xoài xuống đất, tôi bước tới bên một người khác. Không cần phải chú ý xem người đó có vận công hay không, tôi liền đặt tay lên vai trái của anh ta. Thân thể của anh ta lập tức bị định yên tại chỗ, toàn thân không sao cử động, thậm chí muốn nói cũng không thể nói. Mỗi một nhân viên bảo vệ tôi đều lần lượt làm như vậy, mỗi người chỉ giữ chừng 20 giây, chỉ hai chục phút sau 19 con người đều phải nằm bò trên mặt đất. Đến lúc này tôi mới bước tới bên thiên kiều. Thiên kiều đưa mắt nhìn tôi tỏ vẻ thách thức, tôi mỉm cười rồi đặt tay vào vai của anh ta. Cảm nhận được từ trong thân thể của thiên kiều đang toát ra một luồng nội lực, cơ hồ như có thể hất tung tay của tôi quả nhiên anh ta không phải là nhân vật bình thường nếu không phải là do sức mạnh của năm đạo phù chú anh ta đã có thể thoát khỏi sự chấn áp một con người như vậy có lẽ ma tà quỷ quái cũng chẳng thể làm được gì anh ta thế ngầm đọc thêm mấy câu chú để gia trì sức mạnh trong mắt của đám nữ sinh vầng kim quang từ trong lòng bàn tay của tôi phát ra mạnh mẽ hơn đôi chân của thiên kiều lún sâu xuống dưới đất toàn thân của anh ta đầy mồ hôi gần xanh nổi lên trên chán. Anh ta đã vận khí công đến mức tối đa, nhưng vẫn không sao rút được chân lên cứ đừng nói là có thể bước đi. tôi liền chân áp anh ta chừng 30 giây, sau đó mới bỏ tay ra. Quỳnh một tiếng thiên kiều đã ngã sấp xuống mặt đất, anh ta ngước mắt nhìn tôi bằng đôi mắt vô cùng hoài nghi không dám tin. Tôi xoa tay niệm chú hóa giải chấn áp phổ, sức mạnh trên tay lập tức được biến mất. Trước ánh mắt kinh ngạc tột độ của mọi người Tôi lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút Tất cả mọi người lúc này đều im lặng Mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi Hai chục nhân viên bảo vệ do thiên kiều dẫn đầu đến trước mặt tôi Họ đồng loạt khom người công kính vái tôi một vái Phương Đại Sư chúng tôi phục rồi Chúng tôi nghe theo lời của Phương Đại Sư Thiên Kiều nói với tôi bằng một giọng điệu khiêm tốn. Thiên Kiều, anh quá lời rồi tôi rất bội phục mọi người công phu của mọi người thuộc hàng thượng đẳng chỉ có điều thứ chúng ta đối phó không phải là người sống cho nên công phu cơ bản là không có tác dụng tôi không cho mọi người về trong thôn đó cũng là vì muốn tốt cho mọi người chỉ với một chút pháp thuật của tôi mọi người đã không chống lại được nhưng mà những cái thứ quỷ quái trong thôn còn lợi hại hơn tôi gấp nhiều lần mọi người có thoát nổi không thiên kiều cúi đầu chậm ngâm một lát sau anh ta cất tiếng nói là chúng tôi đã quá ỷ lại vào sức mình khiến cho phương đại sư chê cười rồi. Không sao không đánh thì không quen, sau này hy vọng mọi người sẽ chiếu cố. Tôi khách sáo nói, những người này đều là cao thủ đối phó với yêu quái thì không được, nhưng mà nếu đối phó với người thì hoàn toàn không có vấn đề. Phương đại sư khách sáo rồi, sau này nếu có việc gì xin đại sư cứ nói, chúng tôi đều là người ở trong thành phố, chỉ cần gọi là chúng tôi sẽ lập tức tới ngay. Thiên Kiều vỗ ngực đảm bảo. Rất hay, từ này tôi đã có thêm hai chục cao thủ làm bạn bè. Xem ra sau này những kẻ muốn báo thù tôi sẽ có bao nhiêu sức lực. Sau khi thu phục được đám nhân viên bảo vệ này, sự việc đã tốt lên rất nhiều. Tôi bước tới bên Thiên Kiều nói nhỏ với anh ta. Kiều ca, có một điểm này nói cho anh biết. Khi thật với sức mạnh của anh, không một ma quỷ nào dám lại gần. Cho nên tôi nhờ anh trông chừng số anh em còn lại trong tình huống các cô gái gặp nguy hiểm anh có thể tùy ý hành động nhưng mà khi hành động anh không được mang theo súng tránh trường hợp nếu bị ma quỷ khắc chế khi đó sẽ rất bất lợi cho chúng tôi tất nhiên là trường hợp này rất khó xảy ra nhưng mà tôi vẫn phải cảnh báo trước thiên Kiều ngạc nhiên nhìn tôi phương đại sư tôi giơ tay ngắt lời của thiên Kiều. gọi tôi là tiểu cương được rồi coi cửu ca trông coi ở bên ngoài tôi rất yên tâm tiểu cương tôi biết phải làm như thế nào rồi Thiên cửu gật đầu nói Từ xa lại có thêm một chiếc xe nữa chạy tới Sau khi đã dừng lại từ trên xe bước xuống hai cô gái Trong đó có một người chống nạn Đây chính là hai nữ sinh đang nằm điều trị trong bệnh viện Hai người bọn họ được xe của gia đình Chu Tính đón tới Chu Tính vội vàng bước tới đón hai người Hai nữ sinh này tinh thần rất kém Họ đưa mắt nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy hy vọng Mấy ngày này cả hai người này đều không hề được sống yên ổn qua liên lạc với bạn bè hai người mới biết được sự việc này hiện tại tất cả số nữ sinh trên tầng ba đều đã có mặt ở đây chỉ còn thiếu hai người cho nên tôi bảo chu tính cho xe đón hai nữ sinh này tới tuy có một người bị thương và chống nạn nhưng mà chẳng có cách gì cả bắt buộc họ phải tự tay làm mới được nếu không việc này sẽ không xong tôi vội vàng bước tới dặn dò hai nữ sinh một lát nữa và trong thôn phải làm những gì đồng thời tôi cũng họa phù khai mở âm dương nhãn cho hai người. Hai nữ sinh được tất cả mọi người chiếu cố cho nên cũng cảm thấy vững tâm. Mọi việc đã sắp đặt xong, tôi dẫn đầu mọi người tiến vào trong hoang thôn. Thiên Kiều cùng anh em ở lại ngoài ở canh chừng. Đường vào trong thôn đầy những vũng nước đọng, hai bên đều là những hàng liễu già cổ thụ. Tất cả chúng tôi đều tiến vào trong phạm vi của Long Liễu Thôn. Lúc này trên bầu trời như có vẻ đã tối, không khí xung quanh cũng âm u lạnh lẽo hơn rất nhiều tôi ra hiểu cho mọi người phải thật cảnh giác thật sự mà nói lúc này trong đầu của tôi vô cùng căng thẳng tôi lo lắng quan sát hai hàng liễu già cao to rậm rạp hai bên đường cây liễu và cây hòe chính là hai loại cây tu dưỡng cho ma quỷ nếu trong nhà mà trồng hai loại cây này gia chủ sẽ không có ngày nào được sống yên ổn mà ở trong long liễu thôn này đâu đâu cũng có cây liễu âm khí trong đây nặng nề cũng có liên quan đến những cây liễu này. Nhiều liễu quá đi mất. Khải vì đi sát bên cạnh tôi run rẩy kêu, bất chợt tôi ngưng thần nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước cách chỗ tôi không xa có một cây liễu cổ thụ vô cùng lớn. Phải năm sáu người mới có thể ôm xung quanh chiếc gốc này. Ngẩng đầu lên không nhìn thấy ngọn, cảm giác có một điều gì đó không ổn, tôi vội tập trung tinh thần để quan sát. Vừa mới quan sát kỹ toàn thân của tôi lập tức buồn rùn Tôi hoàng sợ dạ đến nỗi phải ngồi bệt xuống đất Đầu óc của tôi lập tức mơ hồ Cảnh tượng xung quanh bắt đầu quay cuồng Tôi phát hiện ra dưới gốc cây liễu có rất nhiều thi thể Có điều là những thi thể này đầu một nơi thân một nơi Trông vô cùng gây dạ. Còn nữa mấy thi thể đang treo lùng lẳng trên cành liễu kia thì như thế nào Tôi đưa mắt nhìn lên trên cao trên đó treo lủng lẳng bảy tám cái thi thể mấy cái thi thể này đều có một mái tóc rất dài nếu để ý kỹ thì những thi thể này không giống như những thi thể ở dưới đất cách ăn mặc cũng hoàn toàn khác nhau đúng lúc này thì có một đoàn người ăn mặc theo lối cổ đại áp giải theo một đám tù binh đi tới họ bắt đám tù binh quỳ trước cây liễu theo hiệu lệnh của viên quan những nhát dao chém xuống đầu của những tù binh lăn lông lốc trên mặt đất Chẳng xong một loạt người này lại tiếp tục đến loạt khác Tiếng kêu khóc vang động trời xanh Móc cổ họ chảy linh láng khắp nơi Những tù binh này đều là những người mông cổ Đột nhiên tôi hoàn toàn tỉnh ngộ Tôi đã biết chính mình trông thấy cái gì Đây chính là hồi ức của cây liễu cổ thụ này Vô tình tôi đã liên thông với hồi ức của nó Sau đó tôi đã bị dẫn dắt quay trở về hồi ức mấy trăm năm trước Mấy trăm năm trước Trung Nguyên Trương đại phá quân Mông Cổ đây chính là kết cục bi thảm của những tù binh Mông Cổ. Tôi quay đầu lại nhìn phía sau, bất chờ tôi phát hiện ra không thấy mọi người đâu cả. Đập vào mắt của tôi chỉ toàn là một cảnh tượng chém đầu tù binh. Những viên quan thì treo cổ lên cây liễu, còn binh sĩ thì đều bị chém đầu vô cùng tàn nhẫn. Những thây người sau khi chém đầu xong đều được chất lại thành một đống, sau đó những viên quan kia đã châm lửa đốt, ngọn lửa lập tức bùng cháy thiêu rụi tất cả học trưởng học trưởng học trưởng làm sao vậy đột nhiên bên tay của tôi văng lên tiếng gọi Vài áo của tôi như có người đang dùng sức mạnh lay tôi dùng mình một cái rồi tỉnh lại mà mắt ra phát hiện khải vi đang túm lấy vai của tôi mà lắc tôi quay đầu lại tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn tôi không biết tại sao tôi lại rơi vào trạng thái như mất đi ý thức khiến cho bọn họ đều tưởng rằng tôi đã bị chúng ta hơn nữa mấy nữ sinh yếu tìm cũng bắt đầu thút thít khóc Cần phải nhớ rằng lúc này tôi chính là chỗ dựa của tất cả mọi người Nếu như tôi sẽ đắt chuyện, mọi người không sợ đến chết mới là lạ Tôi lắc mạnh để cho đầu óc tỉnh táo lại Sau đó nói với mọi người Không sao đâu, mọi người đừng có lo lắng Nói xong tôi vỗ nhẹ vào vai của Khải Vi để cho cô ta yên tâm Đầu mắt của Khải Vi vẫn còn ngấn lệ Nhưng thấy tôi không sao, cô ta đáp tỏ ra yên tâm Tiểu cương, tôi nhìn thấy một đám khói đen bao trùm lấy cậu luồng khói đèn đó từ chỗ kia phát ra. Bạch nhàm làng bước tới nói nhỏ vào tay của tôi, đồng thời đưa mắt nhìn về phía cây liễu già cổ thụ. Ánh mắt của ông ta tỏ ra cay độc. Ý như muốn nói, nếu mà thực sự cây liễu đó có vấn đề, ông ta sẽ đốt nó luôn. Thì kéo tay áo của ông ta mà lắc đầu mà nói, đó là một cây liễu thụ tinh có đạo hạnh rất là cao thâm, tuyệt đối không được đặt tội vì nó. Cây gì? Liễu thụ tinh? cậu xác định Bạch Nhâm lang giật mình kinh hãi Thì ông ta đã biến dịch với ma quỷ Nhưng đối với những truyền thuyết nói về yêu tinh yêu quái Vẫn có chút kinh sợ Đặc biệt là xem qua phim ảnh ấn tượng về những cái cây đất thành tinh vô cùng đáng sợ Tình hình thật sự là như vậy Nếu mà cây liễu này đã tu luyện thành tinh Đã xuất hiện linh trí Đạo hành của nó tuyệt đối rất cao thâm Chỉ ít thì không phải là loại đạo sĩ mới tập bay như là tôi dám động vào điều này thì tôi biết rất rõ bạn ấy vô tình tôi và liễu thủ tình đã tiếp nối tư duy tôi đã xem được ký ức về nó cũng không biết được nó là phúc hay họa cho nên tốt nhất là không nên đắc tội với nó nếu làm cho nó phát điên tất cả chúng tôi sẽ phải bỏ mạng tại đây một khi tình quái của thực vật đã xuất hiện nó sẽ trở thành một thứ vô cùng đáng sợ tuyệt đối không thể nào dễ đối phó lão bạch không những vậy chúng ta cần phải công kính với nó Tôi nghiêm khắc nhắc nhở Bạch Nhâm Lang Nghiêm trọng đến vậy hay sao Tôi biết rồi Bạch Nhâm Lang gật đầu nói Tôi quay lại bảo với mọi người Đứng yên tại chỗ không được đi tiếp Lấy từ trong ba lô ra một chiếc lư hương Tôi bước đến phía chiếc cây liễu cổ Châm lên ba cây trên đàn hương Tôi cung kính cúi người vái ba vái Rồi cắm vào trong lư Nhìn những làn khói hương bốc lên bình thường Khi đó tôi mới yên tâm được phần nào điều này chứng minh rằng hành vi chúng tôi đi vào long liễu thôn để giải quyết vấn đề không gây ra sự bất mãn cho liễu thủ tinh như vậy đã là tốt lắm bởi vì đối phó với lũ quỷ nước áo đỏ cũng đã đủ mệt cho chúng tôi nếu mà lại thêm liễu thủ tinh này nữa như vậy chúng tôi không còn con đường sống tất cả đám nữ sinh đều ngạc nhiên nhìn những hành động của tôi ai cũng tỏ ra vô cùng khó hiểu tôi lấy ra hai chiếc đĩa rồi bày hoa quả rửa sạch lên đĩa Đặt hai chiếc đĩa bên cạnh Lư Hương Tiếp theo tôi quay lại nói với mọi người Những người đi qua đây Phải cung kính vái một vái Phải tỏ rất thật cung kính Nếu không xảy ra vấn đề gì tôi không chịu trách nhiệm Bao giờ quay trở về Khi đó tôi sẽ giải thích Tôi nghiêm túc nói với mọi người Chúng tôi rõ rồi học trường Mọi người nghe tôi nói như vậy Đều đồng thanh trả lời Tất nhiên là mọi người đều hiểu được một người khu tà trừ quỷ có tiếng trong thành phố như tôi vậy mà phải tỏ ra cung kính với cây liễu cổ thụ này điều đó đã có thể biết được vấn đề ẩn chứa bên trong tôi bước vào trong thôn trước người tiếp theo là bạch nham lang tất cả mọi người đều tỏ ra cung kính trước lư hương vái một vái sau đó mới đi theo sau lưng của tôi không bao lâu sau tất cả chúng tôi đều tiến vào bên trong hoang thôn một cách thuận lợi chờ cho người cuối cùng bước vào bên trong tôi mới quay đầu lại nhìn bất giác tôi xứng người như là trời chồng tóc tai của tôi dựng đứng cả lên chỉ thấy phía sau lưng chiếc lư hương có một bà lão mặc quần áo màu xanh lục bà lão này có mái tóc trắng như cước khuôn mặt hồng hào lão bà đang ngồi phía sau lư hương Xây sưa hít hà người những thứ cống phẩm mà tôi bày ở bên cạnh đột nhiên lão bà quay đầu lại ánh mắt của lão bà nhìn thẳng vào mắt của tôi Tôi sợ hãi lùi lại hai bước Bà lão nhếch mép cười để lộ chiếc răng nanh nhọn hoắt màu xanh lục Nếu không phải tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước Có lẽ lúc này đã phải là cồn thất phách Quả nhiên cái liễu cổ này đã thành tinh Yêu tình với quỷ hồn không giống nhau Chỉ có mình tôi mới nhận được lão bà Những người khác thì không nhìn thấy Tôi không dám nhìn thêm vội vàng quay đầu lại Tiếp theo dẫn mọi người đi sâu vào trong thôn tim của tôi đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực những lời giảng dài của sư phụ lại hiện lên trong đầu của tôi yêu quái do thực vật thành tinh nếu như đã có thể xuất hiện bằng hình thể chẳng hạn giống như người muốn phán đoán được mức độ lợi hại của nó chỉ cần nhìn vật tuổi tác cũng chính là nói càng già thì càng lợi hại lúc này khi mà tôi quay đầu lại nhìn tôi nhận thấy bà lão khoảng chừng chín mươi tuổi nếu theo sư phụ nói đây chính là một con yêu tinh cây vô cùng lợi hại đừng nói là tôi có thể thu phục được nó ngay cả một bạt tay của nó cũng khiến cho tôi nát như bùn mà con yêu quái này lại chấn giữ ở ngay đầu lối vào thôn chỉ nghĩ đến đây thôi tôi đã cảm thấy như có một con dao đang lơ lửng ở trên đầu bất cứ lúc nào con dao đó cũng có thể bổ xuống nếu không rơi vào tình cảnh như tôi tuyệt đối sẽ không hiểu được nó đáng sợ đến mức độ nào Tiểu Cương cậu không sao chứ hả Sao sắc mặt của cậu lại xanh mét như vậy Tôi run rẩy lấy ra một điếu thuốc Châm điếu thuốc lên rồi hút vài hơi Khi đó tôi mới nói với ông ta Không có gì đâu Kể thật là tôi trông thấy Xác thực là có một lão bà Lại còn là loại vô cùng lợi hại Nếu như đậm thù cho dù là một nghìn người như tôi Cũng không chịu được một cái bàn tay của bà ta Lão Bạch nghe tôi nói như vậy Cũng bắt đầu run rẩy. Bởi ông ta biết tôi không hề nói dối Ông ta ghé sát tai và tôi mà nói Vậy cái thứ đó có định ý với chúng ta không? Tôi lắc đầu mà đáp Vẫn chưa xác định Tạm thời chắc không có vấn đề Trước mắt chúng ta phải đối phó với lũ quỷ nước áo đỏ Lão bà đó chắc chắn là thần bảo hộ của cái thôn này Nếu như chúng ta đối phó với lũ quỷ nước áo đỏ Chúng ta nhớ tay đánh chết một vài con Ông nói xem liệu lão bà yêu quái đó có nổi giận với chúng ta không Lúc này tay của tôi còn run rẩy hơn Bạch Nham Lang im lặng không biết trả lời sao nữa Một lát sau tôi nói với ông ta Chúng ta tuyệt đối không được giết Nếu mà chúng ta giết chết quỷ nước Chắc chắn chúng ta sẽ không thể sống sót mà ra khỏi đây Tiểu Cương chúng ta cùng đi Chỉ cần không sát hại quỷ nước Chúng ta sẽ không chọc giận bà lão yêu quái kia Nhưng mà nếu mà không giết quỷ nước Chúng ta liệu có thuận lợi đối với các hình nhân kia đi không? Bạch Nham Lang tỏ ra vô cùng lo lắng nói đành phải đi một bước tính một bước mà thôi đến bây giờ thì tôi đã hiểu lão bà yêu tinh đó cho tôi nhìn thấy ký ức về cuộc thảm sát tù binh mấy trăm năm trước đó chính là một hình thức cảnh cáo tôi lão bà muốn cảnh cáo tôi không được đại khai sát giới việc chúng tôi sử dụng những hình nhân kia thì có thể bà ta mặc kệ nhưng mà nếu sát hại bất cứ một con quỷ nước nào trong lòng liễu thôn cho dù là giết một con nhất định bà ta sẽ ra tay hiểu rõ được điều này trong đầu của tôi nặng chĩu Vốn dĩ tôi cũng chẳng có cảm tình gì với lúc quỷ nước áo đỏ đang muốn lấy mạng mọi người để thiết thân. Tôi đã chuẩn bị rất đầy đủ phù chú, nhưng mà trong tình huống này thì không được nữa. Lão bà yêu tinh đó đã cảnh cáo tôi, dùng một phương thức rất là đặc thù để cảnh cáo. Hơn nữa tôi lại không phải là đối thủ của bà ta. Thật là điên đầu, muốn bảo vệ tính mạng cho tất cả mọi người nhưng mà lại không được ra tay sát hại quỷ nước. Nhiệm vụ của tôi có lẽ rất khó thành. Nhưng mà đã cưới lên lưng hổ rồi Tôi đã dẫn bảy tám chục chị em đi vào trong thôn Đành phải nhắm mắt đi tiếp mà thôi Cảnh tượng trong thôn vô cùng hoang lương Cỏ dị mọc đầy lối đi Xung quanh chúng tôi là những ngôi nhà hoang phế Từng trận âm phong lạnh lẽo thổi tới Khiến cho chúng tôi bất giác phải dùng Tất cả nữ sinh đều là những con người bình thường Rất dễ xảy ra chuyện Tôi thực sự rất lo lắng Đúng vào lúc này tất cả đám nữ sinh đều kêu thét lên sau đó họ đưa tay bịt miệng rồi chạy về phía của tôi. Tôi giật mình kinh sợ đưa tay nhìn về phía trước. Một khu đổ nát cách chỗ tôi chừng gần trăm mét. Đúng như dự đoán một con quỷ nước áo đỏ xuất hiện ở nơi đổ nát đó. Nó đang đưa ánh mắt nhìn âm u về phía đoàn người. Lúc này đang là giữa trưa, ở bên ngoài thôn có ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Nhưng sau khi đi vào trong thôn, tôi phát hiện ra nơi này vô cùng âm u, trên đầu của chúng tôi là một đám mây đen lớn Ánh mặt trời không thể chiếu xuyên qua Cho dù là ban ngày nhưng mà ở nơi đây Những con quỷ hồn lợi hại vẫn có thể xuất hiện được như thường Chỉ cần thoáng con lệ quỷ cũng đã đủ khiến cho chúng tôi phải dùng mình Bởi vì trong âm dương nhãn của tôi Có thể nhận thấy những luồng âm phong đang từ chỗ nó phát ra Tôi lập tức nổi hết cả da gà Bên cạnh tôi mấy nữ sinh đang bịt chặt lấy miệng để khỏi phải hét lên vì kinh sợ. Bọn họ không phải là lần đầu tiên được nhìn thấy quỷ. Đêm hôm trước họ đã nhìn thấy cực độ kinh sợ. Hiện tại tiến vào trong cái thôn hoang vô cùng đáng sợ này, họ vẫn có thể trụ được. Đương nhiên sợ hãi nhất chính là hai nữ sinh mới từ bệnh viện đến. Hai nữ sinh này vừa mới nhập học đã gặp phải bất hạnh. Một người thì tự nhiên ngã gãy chân, một người thì thích mình đang nằm ôm nấm mộ khiến cho sợ đến gần phát điên. Khi nghe tin của mọi người nhắc đến, hai người còn bán tín bán nghi. Nhưng mà lúc này họ đều đã được khai mở âm dương nhãn, được tận mắt trông thấy lẽ nào họ không sợ. Câu mày mà hai người bọn họ được chủ tĩnh đỡ lấy và động viên, nếu chắc không họ đã ngất đi rồi. Ta lấy ra một tập tiền vàng sau đó quăng lên không trung, một tay chỉ về phía con quỷ nước áo đỏ đó những tờ tiền vàng lập tức bốc cháy sau đó đồng loạt bay về phía con quỷ nước con quỷ nước thoáng động thân nó không tránh khỏi sự cám dỗ của tiền âm cho nên nó lập tức bay về phía đó tuy là cách một khoảng xa nhưng tôi vẫn có thể nhận thấy nó đang nhặt tiền thỉnh thoảng nó lại ngoái đầu nhìn tôi đề phòng đúng là con quỷ tham tiền tôi mắng một câu rồi lại quay lại nói với mọi người các cô gái các cô đã làm rất tốt Nhớ kỹ bất luận là nhìn thấy gì cứ coi như nó không hề tồn tại. Tôi sẽ có biện pháp dẫn dụ chúng đi nơi khác. Mọi người đừng có kinh hô, như vậy sẽ dẫn dắt đến càng ngày càng nhiều quỷ. Cần phải tự tin ở chính mình, đám quỷ hồn đó sẽ không thể làm hại được mọi người. Tôi cần phải động viên họ, nếu không họ sẽ chẳng trụ nổi. Học trưởng chúng tôi biết rồi, chúng tôi sẽ không kêu lên nữa. Chủ tính cất tiếng nói, những nữ sinh còn lại cũng gật đầu trên tay của mọi người đều có ba chiếc bình nhỏ nhớ kỹ nếu những người nào tình cờ bị lạc đội ngũ lúc đó những chiếc bình đó sẽ giúp cho mọi người tránh được quỳ đả tưởng không làm mất được nó tôi không yên tâm đành phải dặn dò thêm mọi người tôi đưa cho hai nữ sinh đến sau mỗi người đều nhận lấy ba chiếc bình lúc này thần sắc của hai người đó rất kém cả hai người vội vàng nắm chặt lấy ba chiếc bình thực sự là hai người đã quá sợ rồi đến xem phim ảnh còn sợ huống hồ đây là thực tế tôi rất hiểu bọn họ kỳ thần chính bản thân tôi cũng sợ không chỉ là có hơn trăm con quỷ hồn đáng sợ nhất vẫn là lão bà yêu quái ở đầu thôn có điều là làm gì có ai đến an ủi tôi nếu mà lúc này có sư phụ ở bên cạnh thì tốt biết mấy tôi tin bản lĩnh của sư phụ ngay cả trận pháp nơi thị trấn tất đoá thủy sư phụ cũng xử lý được nhưng mà tôi phải kiên cường gần trăm nữ sinh đang trông chờ vào tôi. Lão Bạch cũng phải trông chờ vào tôi. Nhưng còn tôi thì sao? Tôi biết dựa vào ai ngoài bản thân của mình. Còn mẹ nó. Bạch Nhâm Lang đột nhiên chỉ một câu. Tiếp theo tay tôi bị Khải Vi ôm chặt. Tất cả những người khác vội đưa tay bịt mồm để khỏi hét lên. Tôi giật mình quay lại. Học trưởng phía sau, phía sau lưng. Khải Vi run rẩy kêu lên, tôi đưa tay gạt Khải Vi đứng về phía sau, sau đó mới từ từ quay lại. Mấy nữ sinh đưa tay lên bịt miệng rồi chạy thục mạng về phía sau lưng tôi. Không biết từ lúc nào sau lưng tôi xuất hiện năm sáu chục con quỷ nức áo đỏ. Chúng bay là là cách mặt đất chừng 30cm. Những con mặt trắng bạch, những cánh tay đèn đúa, những đôi mắt đen âm u không có đồng tử. Chúng đang nhìn chằm chằm vào đoàn người chúng tôi. Trong số đó đa phần là nữ quỷ, những mái tóc dài rũ xuống, những giọt nước từ mái tóc của chúng không ngừng rỏ xuống. Mấy con tiểu quỷ ngồi vắt vèo trên vai mấy con nữ quỷ, chúng có vẻ rất hiếu kỳ quan sát chúng tôi. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của tôi lên đến đỉnh đầu, đang là giữa trưa về mà quỷ nước lại quá ngang ngược, mà tôi thì lại không sử dụng được quỷ chính phủ để xua đuổi chúng. Phần nhất nếu tôi làm chết một con, lão bà yêu quái nhất định sẽ không tha. Học trưởng, Đám nữ sinh đã dồn lại thành một đám phía sau lưng Họ đã sợ hãi đến mức không dám nhìn nữa Đừng sợ bây giờ là ban ngày Chúng chỉ dám hiện hình ra dọa chúng ta mà thôi Không có sức tấn công Mà người mặc kệ chúng cứ coi như là không nhìn thấy Cũng không nên gây họa mấy chúng Chúng ta đi tiếp Tôi vội vàng động viên Thanh kiếm cốt nào được dưng ngang ngực Tôi ra hiểu cho Bạch Nam Lang đến gần tôi Đưa chiếc la bàn cho ông ta Tôi chỉ cho ông ta cách sử dụng Ông ta sẽ cầm la bàn dẫn mọi người đi dò tìm nơi giấu các hình nhân Còn tôi ở lại đây đoạn hậu Bạch nhầm làng dặn dò tôi phải cẩn thận liếc nhìn đám quỷ nước Bạch nhầm làng cắn chặt môi tiến về phía trước Đám nữ sinh đi theo phía sau Tôi chậm chậm lùi người theo đoàn người Một tay cầm kiếm gỗ đào Một tay cầm mấy đạo phù chú Lùi dần từng bước từng bước Tôi cố gắng ngăn chặn lũ quỷ nước Không cho chúng tiến vào đến đoàn người hiện tại đang làm ban ngày không tiền cho lũ quỷ nước tấn công. tôi lùi một bước chúng lại tiến lên một bước không chịu rời đi. tôi cũng không đốt tiền vàng mã nữa bởi vì bao nhiêu tiền mới đủ đốt cho lũ quỷ nước này. tôi chỉ biết căng thẳng quan sát từng bước từng bước lùi lại phía sau mục đích không để cho chúng tiến lên tôi cố gắng bảo vệ mọi người. lúc này thì tình thế đã chia thành hai đội ngũ một đội ngũ đi theo bạch nhâm lang còn một đội ngũ nữa là tôi và lũ quỷ hồn Thực sự hiện tại đầu óc của tôi đang rối mù. Nếu trước lúc đêm xuống mà chưa tìm thấy chỗ hình nhân, mà đêm buông xuống, khi đó lúc quỷ hồn sẽ ra tay tấn công, khi đó tình thế sẽ vô cùng rối loạn. Hiện tại trên dương khí vẫn thịnh, chúng tôi còn chưa dám tấn công. Trên tay của tôi vẫn còn cầm kiếm gỗ đào và linh phù để thủ thế, chứ không dám vọng động. Một khi động thủ nhất định có vài con quỷ hồn bị giết chết, khi đó nhất định lòng liễu thồn sẽ xảy ra một trường hợp thảm sát. Tôi không dám đắc tội với lão quỷ bà đó Chỉ cầu mong sao cho nhanh chóng tìm ra được chỗ chôn những hình nhân Sau đó lập tức rời khỏi Long Điếu Thôn trước khi trời tối Những con quỷ nước áo đỏ ngày càng bạo dạn hơn Liên tục có những cái bóng đỏ bay vụt tới gia nhập vào đội ngũ Đám quỷ nước ngày một đông hơn Tôi rất hiểu đạo lý quỷ thích bắt nạt kẻ yếu Càng tỏ ra sợ hãi chúng lại càng ngăn ngược hơn, độc ác hơn Ngược lại nếu mà tôi càng tỏ ra không sợ chúng sẽ ngần ngại không dám tấn công. Tôi cố gắng bày ra một bộ mặt hung dữ, cốt để tạo cho chúng hiểu được tôi chính là một hung thần ác sắt Vừa lùi tôi vừa chỉ vào đám quỷ nước áo đỏ mà quát. Các người nghe đầy, ta chính là một âm dương sư. Sư huynh và sư phụ của ta có vô số, còn có rất nhiều cao nhân đang chờ ở bên ngoài. Nếu như các người dám liều lĩnh sông tới, lúc đó đừng có trách ta vô tình. Ta nói cho các người biết thanh kiếm gỗ đào trong tay của ta là loại cao cấp, chạm sát quỷ dễ như trở bàn tay. Các người đã nhìn thấy phù chú trên tay của ta chưa? Các người ai muốn tàn hồn nát phách cứ bước lên đây thử. Ta bảo đảm cho các người biến mất trên thế gian này. Tôi trợn mắt lên nhìn lũ quỷ hồn, kỳ thần tôi đang sợ đến chết cha chết mẹ. Thật sự mà nói cho dù chúng có liều lĩnh lao tới, tôi cũng không dám tấn công, bởi chỉ cần lỡ tay đánh chết một con khi đó sẽ vô cùng phiền phức. Những lời đe dọa của tôi cũng đã có tác dụng, mấy con quỷ nước đứng gần hơn tôi nữa cũng đã lùi lại. Dần dần khoảng cách giữa tôi và chúng đã được cách xa, thế nhưng chúng vẫn không có ý định từ bỏ. Thế thầm thở dài một hơi tiếp tục lùi một khoảng thời gian chừng nửa tiếng, đột nhiên Bạch Nham Lang kêu lên mừng rỡ. Chính là ở nơi này, tôi quay đầu nhìn lại sắc mặt của tôi nhất thời tối sầm phía sau hoàng thôn có một cái gò nhỏ trên cái gò nhỏ này có đầy cây cỏ vàng hoa vốn dĩ là một vùng đất rất đẹp nhưng lúc này âm khí ngưng tụ vô cùng âm u bởi vì nơi đây lúc này đã biến thành một bãi tham ma tôi quay sang nhìn mọi người lúc này tất cả các nữ sinh đang ôm chặt lính nhau đánh răng vào nhau cồm cộp trước mắt tôi là từng giấy mộ Trước mỗi một nấm mộ đều là những tấm bia mộ được làm bằng đá hoa cương. Bên trên ghi tên của người chết. Bên trên cùng còn có cả những tấm ảnh cũ đang ngả sang màu vàng. Cách xa chỗ của tôi chừng trăm mét, đám quỷ nước đã dừng lại không tiến lên nữa. Chúng đứng lặng yên phía xa xa nhìn tôi. Tôi bước lên phía trước quan sát từng ngôi mộ. Nhìn những tấm ảnh được gắn trên cùng của bia mộ đa phần là phụ nữ, còn có cả người già và trẻ con thử đếm thì vừa vặn đúng là 103 ngôi mộ. Đây chính là nơi chôn cất thi thể của những người dân trong thôn trong trận lũ năm xưa. Hơn 100 ngôi mộ tập trung ở một nơi, cho nên âm khí nặng đến mức không thể tưởng tượng nổi, nếu không xuất hiện mãnh quỷ mới là lạ. Bạch nhầm làng đứng yên tại một vị trí, ông ta nhìn tôi rồi đưa tay chỉ xuống mảnh đất dưới chân của mình. Đó chính là mảnh đất ở trước khu mộ, ông ta đã dùng la bàn để tìm ra được vị trí này bên dưới khẳng định là có chôn số hình nhân được dán ngày sinh bát tự của các nữ sinh tôi bước tới chỗ của ông ta cầm lấy la bàn để xem kìm trên la bàn đang chuyển động một cách bất thường điều đó chứng minh bạch nham lang đã tìm được phương vị một cách chính xác ngoái lại nhìn điều bộ tỏ ra bất an của đám quỷ nước hiển nhiên vị trí mà bạch nham lang và tôi đang đứng đã khiến cho chúng vô cùng phẫn nộ Phía ban ngày chúng không có sức lực để tấn công hơn nữa uy hiếp của tôi lúc này vẫn còn có tác dụng Nếu không nhất định chúng sẽ lao tới tấn công chúng tôi Chính xác là chỗ này ông Bạch Việc đào đất lấy nó xin nhà cậy vợ ông Nhất định phải đào cho thật nhanh Tôi đoán khi mà chúng ta động thổ Lũ quỷ hồn kia sẽ phát điên Đến lúc đó không biết tôi sẽ cầm cự được bao lâu Cho nên ông nhất định phải làm cho thật nhanh Học trưởng để chúng tôi cùng đào Chủ tính đã hiểu được sự việc Cô ta lập tức bước tới đề nghị tất lắc đầu cười khổ chỉ vào Bạch Nham Lang Ông ta chính là chuyên gia Mọi người cứ để cho ông ta đảo Như vậy sẽ càng nhanh Mọi người hãy tự bảo vệ chính mình Tôi đoán một lát nữa sẽ có đại loạn Câu nói sau cùng của tôi khiến cho tất cả nữ sinh phải sợ hãi Bọn họ kinh sợ đưa mắt nhìn nhau Bạch Nham Lang không nói thêm câu gì Ông ta lặng lẽ lấy đồ nghề Mũ bảo hộ, đèn mỏ, mặt nạ phòng độc Găng tay, sẻng dây thừng Mọi thứ đều có đầy đủ Ông ta ra hiệu cho chúng tôi đứng tránh ra rồi bắt đầu đào. Mỗi sàng cắm thật mạnh xuống đất. Tôi vội vàng đưa mắt nhìn lũ quỷ hồn nước áo đỏ ở chỗ xa. Quả nhiên chúng đã đại nộ. Chúng giống lên những tiếng phẫn nộ. Sau đó bay thẳng về phía của chúng tôi. Đám đông quỷ nước cùng lao tới tấn công. Tôi cũng không còn một biện pháp nào khác. Đành phải chạy lên phía trước dẫn đầu. Một tập phù triền được tôi quăng ra. Một lần này tôi quăng ra hơn hai chục đạo phù nhưng đạo phù này đều có tính công kích tương đối mạnh. Tôi không dám sử dụng lục đinh lục giáp chấn quỷ phù, dùng loại đó có thể đánh cho quỷ hồn tan hồn nát phách. Khi đó sẽ dẫn tới phiền toái là lão bà yêu quái áo xanh. Cập cập như luật lệnh. Tôi không ngừng hô lên để thúc động các đạo phù. Hơn hai chục đạo phù chú nhất thời bốc cháy, sức mạnh của những đạo phù phát ra đã định chặt đám quỷ hồn trên không trung. Ít nhất cũng khoảng một thời gian nữa chúng sẽ không thể nào thoát ra được. Nhưng tôi không chắc chắn sẽ định được chúng trong bao lâu. Ông Bạch đảo nhanh lên. Tôi cố gắng vừa gào lên vừa cố gắng kháng cự lại. Cảm giác đầu óc quay cuồng. Đây là vì tôi đã sử dụng quá nhiều phù chú trong cùng một lúc. Sắp lại không thể khống chế được nữa. Tôi chỉ đành dùng hết sức lực để chống lại bạch nam làng liếc nhìn về phía tôi một cái biết rằng thời gian lúc này chính là thứ quyết định cho sự sống và cái chết ông ta càng cố gắng đào thật nhanh các nữ sinh chỉ còn nhìn thấy đôi tay của bạch nam làng càng ngày càng trở nên mơ hồ không nhìn thấy được động tác thực nữa từng loạt đất được hất lên từ dây hố bay lên rào rào với tốc độ đào đất này nếu không được tận mắt chứng kiến đảm bảo sẽ không ai tin quá lợi hại Mã Dung Đình dán mắt vào nhìn Bạch Nham lang đảo đất, cô ta kêu lên tán thưởng. Tôi có cảm giác lúc này tôi đã có thể ngã xuống đất bất cứ lúc nào. Đám quỷ nước vẫn đang cố gắng dễ dụa để thoát ra khỏi sức mạnh của phù chú, đang cầm giữ chúng. Tôi biết tôi không thể chống đỡ được thêm bao lâu nữa, nhưng tôi vẫn phải cố gắng. Đúng lúc mà tôi không thể chống đỡ được nữa, đột nhiên Bạch Nham lang vui mừng mà kêu lớn. Mọi người tìm thấy rồi, tìm thấy rồi đấy tôi vẫn đang phải gồng mình lên chống đỡ với lực phản của hai chục đạo phù chú lúc này tôi không thể ngã được bà nhâm lang đang dùng sợi dây thừng buộc vào một cái chum dưới hố sâu gần ba mét rồi lôi lên tôi vội vàng nói mau đập vỡ no ra mọi người mau tìm lấy hình nhân thế thân ghi ngày sinh bát tự của chính mình sau đó lập tức đem đốt đi mau lên tôi sắp không thể chống đỡ được nữa bà nhâm lang dùng búa đập vỡ cái chum một đống hình nhân từ trong chum đổ ra tung tóe đầy trên mặt đất quả nhiên không hề sai có đến bảy tám chục hình nhân bằng gỗ phía sau lưng những mảnh gỗ nhỏ ghi ngày sinh bắt tử của mọi người đối chiếu thấy vô cùng chính xác tất cả mọi nữ sinh đều ùa tới họ đều hiểu được thời gian đã cấp bách lắm rồi ai cũng mau chóng muốn tìm được hình nhân ghi ngày sinh bắt tử của chính mình trong giờ phút có tính chất định đoạt tính tự tư của mọi người đều được bộc lộ ra hết tất cả mọi người đều cuống cả lên. Thế không thể trách bọn họ tự tư được, con người ai cũng vậy cả, ai không muốn sống đây. Bọn họ tranh đoạt vốn dĩ sự việc có thể giải quyết rất nhanh, cứ cùng thành ra càng mất nhiều thời gian. Tôi cố gắng vất vả chống đỡ, căn bản không còn tâm trí nào để đi quản hành vi của họ. Bạch nhằm lang sau khi đập vỡ chiếc chum, ông ta mệt mỏi nằm lăn quay ra đất. Thế các nữ sinh vẫn còn đang tranh giành nhau, Bạch Nam Lang vội vàng kêu lên. Mọi người đừng quá gấp gáp, tìm được cái nào thì đọc tin cái đó cho người khác nhận, có như vậy mới nhanh được. Nếu chỉ tìm cho riêng mình sẽ làm mất rất nhiều thời gian, để lúc đó tất cả đều sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Quả nhiên kinh nghiệm của Bạch Nam Lang rất phong phú, ông ta lập tức hiểu ngay được vấn đề, cho nên vội vàng nói như vậy. Các nữ sinh thoáng ngạc nhiên, sau đó họ lập tức hiểu ra được vấn đề. Họ vội nhốn nháo đọc tin, cứ như vậy tốc độ diễn ra nhanh hơn rất nhiều cũng may mà họ hiểu được ra phần nào họ lập tức áp chế tính từ tư tự lợi của bản thân bất kể cầm lấy hình nhân nào họ đều đọc to tin tuổi rất nhanh mỗi người cuối cùng cũng tìm ra được đúng hình nhân ghi ngày sinh bắt tự của chính mình họ bắt đầu lấy ra những chai dầu hỏa chuẩn bị tưới lên hình nhân để đốt mỗi người tự tay tưới dầu hỏa lên hình nhân của mình rồi châm lửa đốt những ngọn lửa bắt đầu bốc lên phát ra những tiếng nổ lép bép chỉ một lắng sau những hình nhân chỉ còn lại những đám cho tàn nghe thấy đọc đến tên khải vi chủ tĩnh trong lòng của tôi nhẹ đi được rất nhiều hai cô gái này tôi tương đối chú trọng hai người bọn họ đều đã tìm hình nhân thế mạng của mình việc dài trừ đi ách nạn của họ cũng coi như là sắp xong tiếp theo từng nghe thấy tên của dung đình và hiểu lan tôi lắc đầu cười khổ Hai con người này tâm địa thật độc ác, đáng lẽ phải bị trừng phạt mới đúng, nhưng mà cuối cùng thì họ vẫn giữ được mạng sống của mình. Ở trên không trung cuối cùng thì những con quỷ hồn cũng đã thoát khỏi sự khống chế của phù chú, chúng nhìn chằm chằm vào những thứ quan trọng nhất của chúng đang bị tiêu hủy. Trong đôi mắt âm u của chúng toát lên một mối căm hận, cho dù tôi đứng cách xa vẫn có thể cảm nhận được. Tôi biết chỉ một lát nữa chúng tôi sẽ đối đầu với một mối đại hung hiểm. Những hành động của chúng tôi đã làm mất đi hy vọng tìm được người chết thay cho chúng. Như vậy đã là kết lên đại oán thủ. Chúng nhất định sẽ điên cuồng tấn công chúng tôi. Đến lúc đó... Cuối cùng thì tôi cũng không trụ nổi nữa. Tôi cũng ngã sóng xoài trên nền đất. Học trưởng Lâm Khải Vi vội vàng chạy đến trước tiên. Không biết Khải Vi lấy ở đâu ra sức như vậy. Cô ta đỡ lấy tôi rồi vác bổng tôi lên rồi chạy về phía đám nữ sinh. Phía sau lưng lũ quỷ nước đã thoát khỏi sự khống chế Chúng bắt đầu nổi lên sát tính Điên cuồng lao tới chuẩn bị tấn công Mọi người mau giúp đi Học trường hết sức rồi Chư tính vội vàng hô lên Một số nữ sinh vội vàng chạy tới Có mấy người vấp ngã chảy cả máu đầu Nhưng họ vẫn gắng gượng đứng dậy chạy về chỗ của tôi Chủ tính Dung Đình và Hiểu Lan thậm chí có cả Thủy Tiên cũng ở trong số đó. Nhìn qua vai của Khải Vi tôi thấy Thủy Tiên đã bị vấp ngã chảy máu cả đầu. Nhưng cô ta vẫn gắng gượng đứng dậy chạy bổ lại chỗ của tôi. Thực sự Thủy Tiên đã khiến tôi vô cùng cảm động. Tôi đã cứu bọn họ trong giờ khắc quan trọng nhất. Họ đã vứt đi tính tự tư tự lợi, đoàn kết lại để hoàn thành được một công việc quan trọng nhất. Hơn nữa họ cũng không vì tôi lúc này mà mất đi tác dụng, họ vẫn không hề bỏ rơi tôi. Cho dù bình thường các nữ sinh này sống như thế nào, Bất kể họ từ tư từ lợi ra sao, hay trong cuộc sống họ có làm gì, nhưng mà trong giờ phút này bọn họ đều là những người tốt nhất, ít nhất trong ánh mắt của tôi họ là một người như vậy. Để tôi. Chu tính vội vàng chạy tới, thấy Khải Vi sắp không vác được tôi nữa, Chu tính đỡ tôi ra khỏi vai của Khải Vi, tiếp theo Chu tính bắt đầu cõng tôi lên. Tất cả bọn họ đều đã khai mở âm dương nhãn, đương nhiên là họ trông thấy đám quỷ đức áo đỏ đang nào tới. Nhưng vào giờ khắc này một số người có tinh thần trượng nghĩa, không còn sợ hãi nữa. Ai cũng đều chỉ nghĩ đến việc phải cứu lấy tôi. Tất cả bọn họ đều là do tôi cứu mạng, họ không làm được cái việc chỉ biết bỏ chạy dưới lấy mạng sống cho riêng mình. Rất hiển nhiên một lần nữa họ lại vi phạm lời dặn dò của tôi trước lúc đi khi đó tôi đã nói với mọi người, cho dù tôi có gặp nguy hiểm thế nào, bọn họ chỉ cần chạy đi, bảo vệ chính mạng sống của mình mới là điều quan trọng, cứ mặc kệ tôi. Nhưng mà lúc này những lời dặn dò của tôi lúc trước đã bị họ bỏ ra ngoài tai, cơ bản là không cần phải suy nghĩ, chỉ biết dông lên cứu lấy tính mạng của tôi. Trong lòng của tôi cảm thấy rất được an ủi. Thân thể của Chu Tĩnh rất yếu ớt, nhưng mà lúc này cô ta đột nhiên trở lên rất khỏe dưới sự giúp đỡ của mọi người chu tính đã cõng tôi đi được mấy chục mét cô ta lao vào trong đám nữ sinh lập tức một đám người đỡ lấy tôi mệt mỏi đến giã rời khải vi và chu tính được mọi người đỡ lấy cả hai thở hồng hộc như sắp sửa ngất đi nhưng trên môi hai người lại là hai nụ cười bởi vì họ đã đưa được tôi từ quỷ môn quan trở về tôi sẽ không bao giờ quên đi hai người mọi người đừng hốt hoảng hãy mau lấy cái bình đó ra mỗi lần quăng một bình phải ném thật chuẩn. Nhìn thấy mấy nữ sinh đang chăm sóc bạch nhâm lang, tôi yên tâm được phần nào. Tôi thiều tháo nhắc nhở bọn họ. Đám nữ sinh hoàng sợ, nghe tôi nói như vậy tất cả bọn họ đều chấn định lại. Sau đó tất cả mọi người đều lấy ra ba chiếc bình cầm ở trên tay. Họ mở nắp một chiếc bình, chẳng cần để ý xem trong bình đựng thứ gì nữa. Cô gái có mái tóc nhuộm vàng hoe hô lớn. Mọi người nghe thông mệnh lệnh của tôi, một, hai, ba, ném vào người của bọn chúng Ném chết bọn chúng đi Mấy cái miệng đồng thanh hồ lớn Bị dồn bước đến đường cùng Đám nữ sinh kia đã nổi giận Bọn họ đồng loạt ném những chiếc bình Đã mở nắp về phía đám quỷ nước áo đỏ Đang điên cuồng lao tới Những chiếc bình đừng tiết máu gà Máu chó mực Đồng từ niệu bay Linh không trung Tạo nên một chiếc lưới dịch thể Mấy con quỷ nước lao tới đầu tiên không kịp phòng bị Chúng vốn nghĩ rằng người cầm đầu là tôi đã gục ngã Những nước sinh còn lại sẽ bị chúng nhập vào người Sau đó sẽ sát hại mọi người Không ngờ vừa mới xông vào tới gần Chúng đã bị tấn công dữ dội như vậy Nhất thời những tiếng kêu là đầu đến vang lên Những con quỷ nước bị dính phải thứ dung dịch đó Chúng lập tức ngã nhào lên không trung xuống đất Một nửa thân bị bốc lên khói đen Chúng lăn lộn kêu gào đầu đớn Những thứ dịch thể này đều là thứ mà quỷ hồn kinh sợ nhất một khi bị dính vào những thứ dung dịch này, thân thể của chúng sẽ bị cháy. Nếu như số lượng vừa đủ, chúng sẽ bị hồn phi phách tán. Nhưng mà số lượng đám nước sinh quăng ra chỉ có thể làm cho chúng bị thương, cơ bản không thể giết chết chúng. Chỉ cần ngăn chặn được sự công kích của đám quỷ nước là được rồi, không được sát hại bọn chúng. Dùng loại dịch thể này là quá hợp lý. Đừng quăng tiếp nữa, giữ trên tay để phong bị chúng ta mau rút ra ngoài phía thôn đi chỉ cần ra khỏi thôn chúng ta sẽ được an toàn mọi người chú ý giữ vững đội hình đừng để đi lạc tôi vội vàng kêu lớn đầu óc của tôi nặng trịch nhưng trên tay của tôi vẫn cố gắng giữ chặt thành kiếm gỗ đào kiếm con người quyết không buông tay tôi chỉ còn sức mà hét lên với mọi người như vậy những nữ sinh đang rất sợ hãi cảnh tượng hàng trăm con quỷ nước áo đỏ hung dữ lao vào khiến cho họ vô cùng khủng khiếp nhưng mà khi thấy một đòn công kích đã có hiệu quả Bọn chúng đã vững tâm hơn rất nhiều Ồ hóa ra lũ quỷ này chúng ta cũng có thể đánh cho chúng bị thương Nhận thức này đối với họ thực sự là quan trọng Và đúng giờ phút sinh từ này nó thật sự có tác dụng Nó đã ổn định lại tinh thần của tất cả mọi người Nghe thấy tôi nói như vậy Vốn dĩ là họ đang định quăng tiếp bình thứ hai Tất cả đều vội vàng dừng tay lại Mỗi người đều nắm chặt trên tay hai chiếc bình còn lại dưới sự chỉ đạo của nữ sinh có mái tóc vàng, họ đã hình thành một đội ngũ. Tôi và Bạch nam Lang được mọi người dìu đi, mấy nữ sinh liên tục thay nhau dìu, họ quyết tâm không bỏ lại chúng tôi. Bà lô của tôi và Bạch nam Lang cũng được mọi người mang theo, đương nhiên bọn họ đều biết, những thứ trong bà lô vô cùng quan trọng. Trên tay của mỗi người là một chiếc bình đã mở nắp sẵn, đám nữ sinh đi sắt vào nhau, họ dần dần tiến ra ngoài phía cổng thôn. Chỉ có điều lúc này đã có một đám đông quỷ hồn đang đứng chặn ở đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 5 của bộ truyện này.